Chuyện gì đang xảy ra với Đoàn Văn Hậu? Tròn một năm Đoàn Văn Hậu vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Tháng 9 năm 2023, đội tuyển Việt Nam hội quân dưới thời huấn luyện viên Kusi để chuẩn bị cho FIFA Days tháng 9. Lên tuyển chưa được một ngày, Văn Hậu đã phải nói chia tay vì chấn thương. Một năm sau, đội tuyển Việt Nam lại chuẩn bị hội quân đấu tuyển Nga và Thái Lan vào năm 2019 nhưng Văn Hậu vẫn chưa thể trở lại đá bóng. Chuyện gì đã xảy ra với Đoàn Văn Hậu? Đoàn Văn Hậu đá trận gần nhất cho câu lạc bộ Công an Hà Nội là ngày 27 tháng 8 năm 2023, đó là vòng cuối của V-League 2023. Đến tháng 9, thông tin về chấn thương của hậu vệ sinh năm 1999 được công bố. Theo đó, Văn Hậu bị chấn thương ở gót chân và bỏ lỡ các trận đấu của tuyển Việt Nam ở thời huấn luyện viên Kusi. Thời điểm đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết, theo những chẩn đoán ban đầu, chấn thương viêm điểm bám gân gót chân của Văn Hậu sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Đây là tổn thất lớn dành cho nhà đương kim vô địch V-League. Dẫu vậy, chấn thương của cầu thủ này phức tạp hơn dự tính và một năm rồi Hậu vẫn chưa thể tập luyện với bóng. Văn Hậu sang Singapore điều trị chấn thương. Thời điểm chấn thương của Văn Hậu trùng với kế hoạch tổ chức đám cưới của anh với Doãn Hải My. Dẫu vậy, ngay trước ngày cưới vài ngày Văn Hậu vẫn lên đường sang Singapore khám chân. Các bác sĩ ở Singapore cho rằng chấn thương của anh không phải mổ, chỉ cần tập phục hồi. Đầu tháng 1 năm 2024, trong một sự kiện Đoàn Văn Hậu báo tin vui với người hâm mộ là anh sắp trở lại thi đấu. Chấn thương của tôi đang hồi phục tốt. Tôi hy vọng trong giai đoạn 2, tôi sẽ có thể quay trở lại để thi đấu, Văn Hậu chia sẻ. Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra như đúng kế hoạch. Câu lạc bộ CAHN đang thi đấu ở đấu trường các câu lạc bộ Đông Nam Á nhưng Văn Hậu chỉ có thể ngồi khán đài cùng vợ xem đội nhà thi đấu. Trên fanpage của câu lạc bộ Công an Hà Nội, những hình ảnh tập luyện của hậu vệ này cũng không được cập nhật quá nhiều. Người hâm mộ mới chỉ thấy anh tập tại phòng gym và chưa thể ra sân cỏ. Bao giờ Văn Hậu trở lại thi đấu? Rất khó để có thể trả lời. Những nỗi chấn thương ám ảnh. Ngoài trường hợp của Văn Hậu, trong quá khứ tuyển Việt Nam đã cũng phải chứng kiến những ca chấn thương ám ảnh. Đầu tiên phải đến Đình Trọng. Dù chấn thương đã đi qua nhưng cho đến tận bây giờ Đình Trọng vẫn chưa có thể trạng tốt nhất. Anh từng phải hai lần lên bàn mổ từ mẻ xương mu bàn chân đến rách sụn trên đầu gối suốt từ 2019-2023. Trung vệ sinh năm 1997 thuộc lứa U20 dự FIFA U20 World Cup 2017, lứa U23 giành ngôi Á quân U23 châu Á, hạng tư ASEAN 2018 và cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Anh được xem là trung vệ hay bậc nhất Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ 3 trung vệ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, chấn thương nặng liên tiếp khiến sự nghiệp Đình Trọng tụt dốc. Một cái tên nữa khi nhắc đến cũng khiến người hâm mộ Việt Nam đều thương cảm là Tuấn Anh. 6 năm, 12 chấn thương, phẫu thuật cả hai đầu gối. Đó là những gì mà tiền vệ sinh năm 1995 đã phải trải qua. Nhưng chính sự bền bỉ, bản lĩnh, quyết tâm đã giúp Tuấn Anh trở lại mạnh mẽ ở đội tuyển quốc gia. Nhìn lại để thấy những chấn thương đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cầu thủ thế nào. Với Đoàn Văn Hậu, người hâm mộ cũng hy vọng rằng anh sẽ phục hồi tốt và sớm trở lại thật mạnh mẽ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.